Bạn ơi, mình đang muốn làm trả góp qua thẻ tín dụng mà không biết cách làm, bạn có hướng dẫn được không? Bạn ơi, bên bạn có làm trả góp không? Mình muốn mua trả góp mà không có lãi có được không? Anh ơi, có MacBook nào 10 triệu mà còn nguyên sim không? Rồi, ok. Đây là những câu hỏi mà mình đã tổng hợp được và mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi này trong video này. Bắt đầu ngay sau intro nhé. Đầu tiên sẽ là hình thức trả góp bằng giấy tờ. Bản chất của việc này là các bạn sẽ làm việc với cả một công ty tài chính. Và các bên công ty tài chính này thường thì sẽ có liên kết sẵn với cả các cửa hàng các bạn mua máy rồi. Nên là các bạn chỉ cần đến và làm thủ tục trả góp với cả công ty tài chính ở sẵn cửa hàng thôi. Thì khi mà các bạn đến đây, bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái bài toán này để chúng ta sẽ dễ hình dung nhất về cái việc làm trả góp nhé. Chúng ta sẽ có 3 bên. Các bạn này, công ty tài chính này và bên bán hàng, tức là bên mình. Thì ví dụ với chiếc máy M2 này, mình cứ làm tròn tiền lên nhé. Thực ra đây không phải giá máy đâu, nó là 30 triệu. Thì các bạn sẽ cần phải trả trước một số tiền cho bên mình trước, sau đó mới được làm hồ sơ trả góp nhé. Thì đối với cả các công ty tài chính bây giờ, họ đang đưa ra các mức trả trước rất là ưu đãi. Tức là các bạn trả trước rất ít thôi nhưng mà vẫn có thể cầm máy về được. Ví dụ như là bây giờ mình thấy là đang là 20%. Nhưng mà thực ra thì các bạn trả trước 20% sẽ khá là khó duyệt. Nên là thường nên từ 40 đến 70% là tốt nhất, sẽ có cái khả năng duyệt nó cao hơn. Thì mình đang thử ở đây, ví dụ máy này 30 triệu chẳng hạn này. Mình trả trước 40%, tức là mình sẽ trả trước 12 triệu cho cửa hàng. Sau đó số tiền còn lại là 18 triệu để chúng ta làm trả góp với cả công ty tài chính. Thì ở đây các bạn sẽ không nhất thiết phải trả hết một cục vào tháng sau, mà các bạn sẽ chia đều ra các tháng. Tức là chúng ta sẽ có 6 tháng này, 9 tháng hoặc thậm chí là 12 tháng, tùy vào các bên các bạn làm trả góp. Thì sau khi chúng ta chia nhỏ cái số tiền 18 triệu này ra, chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa gọi là tiền lãi. Chắc chắn rồi, đi vay tiền người ta kiểu gì chẳng phải có lãi. Thì về phần lãi này các bạn sẽ được tư vấn luôn bởi các cái bạn nhân viên làm hồ sơ cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ có các cái yếu tố để mà xem cái tiền lãi của mình có cao hay không. Tiền lãi nó sẽ phụ thuộc vào việc mà các bạn nợ lại bao nhiêu. Tức là cái số tiền 18 triệu là tiền nợ lại nhé. Nợ lại có nhiều hay không. Cái số tiền nợ lại càng ít thì cái tiền lãi nó cũng ít theo. Và cùng với đó, cái số tiền hàng tháng các bạn chia ra càng ít thì cái phần tiền lãi nó cũng ít hơn đi. Tức là ưu tiên cho việc mà nợ ít trả sớm. Khi mà chúng ta đã nợ ít trả sớm xong, chúng ta xác định được bao nhiêu tiền chúng ta nợ lại rồi, thì tiếp theo các bạn sẽ làm việc với cả công ty tài chính bằng việc mà chúng ta sẽ có căn cước công dân. Bây giờ hiện tại sẽ là căn cước công dân gắn chip. Và các bạn đưa cho bên công ty tài chính, sẽ có một người làm hồ sơ cho các bạn. Họ sẽ yêu cầu về các thông tin như là họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, rồi công việc của các bạn như thế nào, lương hàng tháng bao nhiêu, hoặc là có thêm, nếu mà có thêm thì sẽ là có thêm về số tham chiếu của người thân. Số tham chiếu tức là bạn cung cấp số điện thoại của bố hoặc mẹ để các bạn làm hồ sơ. Thì khi mà bên nhân viên họ có thông tin của các bạn rồi, họ sẽ tổng hợp lại thông tin này và đưa lên một bên gọi là bên kiểm duyệt. Bên kiểm duyệt họ sẽ dựa vào các thông tin đã cung cấp ra, họ sẽ có các cái hệ thống để họ tính toán xem khả năng các bạn có thể là trả được cái số tiền này hay không và có phù hợp để họ làm hồ sơ cho các bạn hay không. Và khi bên kiểm duyệt này đã duyệt hồ sơ, tức là các bạn có thể trả góp thành công hoặc là thất bại. Đó, thì khi mà chúng ta đã có hồ sơ xong, chúng ta sẽ ký hợp đồng thôi và trả trước số tiền cho cửa hàng, cầm máy về là xong. Vậy thì ưu điểm của việc mà chúng ta làm trả góp bằng giấy tờ là gì? Ưu điểm của nó đó là rất đơn giản. Bởi vì đơn giản tại sao bởi vì nó là đơn giản nhỉ? Chúng ta chỉ cần duy nhất một cái căn cước công dân là xong. Và từ đó các bạn sẽ để cho nhân viên làm hồ sơ cho các bạn, làm tất cả các bước, các bạn chỉ cần trả lời câu hỏi của họ thôi là xong. Rất là nhanh và dễ dàng. Tuy nhiên, một cái điểm hạn chế của cái việc mà chúng ta làm hồ sơ bằng căn cước công dân này, đó là yêu cầu chúng ta bắt buộc phải trả trước. Tức là chúng ta không được quyền mà cầm máy đi về luôn, mà phải trả trước một số tiền rồi mới được làm hồ sơ. Đó, đấy là một cái điểm hạn chế. Cùng với đó nữa, cái tiền lãi của việc mà chúng ta làm hồ sơ này cũng sẽ cao hơn so với cả hình thức thứ hai mà mình sắp nói tới đây. Nên là các bạn cũng nên chuẩn bị trước tinh thần. Thường thì nó sẽ cao hơn khá nhiều đấy. Nó cỡ phải có 3-4 triệu tùy máy, tùy vào sản phẩm mà các bạn trả góp. Như thế thì đến đây các bạn cũng có thể xác định được rằng là chúng ta cần làm trả góp bằng hình thức gì rồi nhá. Hình thức thứ hai mà mình rất khuyến khích các bạn có thể dùng đó là trả góp bằng thẻ tín dụng. Thì yêu cầu của cái hình thức này đương nhiên là các bạn phải có thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng chúng ta sẽ có sẵn tiền trong này rồi, vài chục, vài trăm, thậm chí cả tiền tỷ, tùy người luôn. Thì khi mà chúng ta đã có thẻ này, thường chúng ta sẽ tiêu trước thẻ sau, quẹt một phát,
khi có giao kê của tháng sau chúng ta sẽ trả tiền. Đó, đấy là bình thường các bạn sử dụng. Nhưng chúng ta có thể chuyển đổi trả góp, tức là chúng ta sẽ biến từ cái cục tiền mà chúng ta phải trả ngay tháng sau thành chia đều ra hàng tháng chúng ta trả. Như vậy thì quản lý chi tiêu sẽ tốt hơn và không bị dồn một cục mà nó khó thể trả quá. Thì đây sẽ là một cái bên trung gian để có thể làm chuyển đổi trả góp cho các bạn. Bên này là bên M. Mình sẽ thử thực hành ở trên này luôn nhá. Mọi người có thể nhìn ở đây, chúng ta sẽ có thẻ tín dụng quốc tế này. Ở đây, cái bên này họ sẽ liên kết với rất nhiều các ngân hàng và gần như là các bạn đang có sử dụng luôn. Mình vẫn sẽ lấy ví dụ ở đây với Techcombank này, cùng với số tiền ở đây là 30 triệu. 30 triệu, các bạn nghe thấy lạ không ạ? 30 triệu là giá trị của cái máy này và các bạn không phải trả trước bất kỳ một đồng nào cả. Bởi vì là nếu như hạn mức thẻ của các bạn cao hơn cái số tiền nợ lại này, tầm cỡ khoảng 3-4 triệu chẳng hạn, thì các bạn có thể nợ lại toàn bộ giá trị máy luôn và không cần phải trả trước. Sau đó ở đây chúng ta nhìn thấy sẽ có các kỳ hạn trả góp này, 3, 6, 9 và 12. Các bạn nhìn ở đây, cái tháng mà chúng ta chia ra càng nhiều thì cái phần tiền bên dưới chúng ta mất sẽ cũng tăng lên. Ở đây từ 1 triệu rưỡi chúng ta lên 12 tháng đã lên là 3 triệu 2 rồi. Và các bạn cần phải lưu ý là phải xác định rõ được cái số tiền chúng ta có thể trả được nhá, để đỡ bị chênh lên cái phần tiền này nó nhiều quá. Và ở đây các bạn cũng sẽ thường thắc mắc là cái tiền chênh này nó vẫn là tiền lãi mà. Nhưng mà không, bản chất của cái việc tiền chênh này của chúng ta nó không phải là lãi, mà đây sẽ là số tiền mà bên trung gian M này họ thu của chúng ta. Và cửa hàng cũng không được tiền, ngân hàng cũng không được cái số tiền này. Cửa hàng và ngân hàng chỉ thu cái số tiền gốc của các bạn thôi. Tiền chênh lên sẽ là do bên M này họ thu. Thì khi mà chúng ta có cái số tiền này, cần phải hiểu đó là không phải lãi, mà đây sẽ là tiền phí của chúng ta. Rồi, thì ưu điểm của cái việc mà chúng ta làm trả góp qua thẻ tín dụng là gì? Ưu điểm đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy đó là không cần trả trước nếu như hạn mức của chúng ta đúng với cả yêu cầu. Điểm thứ hai, tỷ lệ duyệt của chúng ta sẽ rất cao, thường từ 90% đến thậm chí là 100% luôn là sẽ được duyệt khi mà chúng ta có cái số tiền nó hợp lý. Và điểm thứ ba đó là chúng ta có thể chuyển đổi trả góp được bằng hai hình thức. Một là chúng ta làm qua cái bên trả góp này, cụ thể là bên M này. Hai là chúng ta có thể tự chuyển đổi trả góp từ ngân hàng luôn, tức là ngay lập tức khi các bạn đi mua máy, các bạn quẹt hết tiền luôn, sau đó đến với cả ngân hàng và yêu cầu ngân hàng họ chuyển đổi trả góp cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta có thể trả góp bằng hai cách luôn. Và lưu ý cho các bạn này, khi mà chúng ta dùng trả góp bằng thẻ tín dụng ấy, thì chúng ta cái tiền chênh lên này ấy, nó sẽ ít hơn so với cả việc mà chúng ta trả lãi cho công ty tài chính. Như vậy đây cũng là một điểm lợi rất là lớn khi mà chúng ta làm trả góp bằng thẻ tín dụng, và sẽ còn ít hơn nữa khi mà các bạn có thể tự chuyển đổi trả góp chứ không phải qua bên trung gian như thế này nữa. Đó là hai hình thức trả góp phổ biến mà các bạn có thể tiếp xúc khi mà chúng ta mua các thiết bị điện tử, cụ thể là MacBook ở đây. Và nếu như các bạn vẫn có thắc mắc gì về việc mà trả góp bằng hai hình thức này thì có thể để lại ý kiến bên dưới và comment để mình có thể trả lời được sâu hơn về từng trường hợp của các bạn. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của MacOne để không bỏ lỡ những nội dung cực bổ ích ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.